Bé mà bị rôm sảy thì chúng ta sẽ tắm cho bé như thế nào hoặc là chăm sóc bé như thế nào? Thì tình trạng rôm sảy là tình trạng mà phổ biến ở mùa hè ở trẻ em, trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh. Và thực ra thì rôm sảy nó là một tình trạng bệnh lành tính. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta không biết cách xử lý mà cái rôm sảy này nó bị tái đi tái lại nhiều lần thì nó có thể làm gì ạ? Cái tình trạng rôm sảy ẩn sâu dưới lớp da của trẻ và từ đó ấy, khiến cho bé ngứa ngáy khó chịu đúng không? Rồi bé nó gãi nhiều. Ngoài ra nó có thể để lại một cái vấn đề nó thẩm mỹ về da nó rất là xấu sau này đúng không ạ? Nó không tốt chút nào cả, nhất là với bé gái. Cho nên là gì ạ? Việc chúng ta biết cách xử lý cái tình trạng rôm sảy này thì nó hết sức quan trọng. Nó vừa giúp bé dễ chịu hơn đúng không? Và nó không bao giờ làm cho bé gì ạ? Khóc đêm rồi khó chịu và nó không làm nặng hơn quá trình đó đúng không? Nó liên quan đến vấn đề thẩm mỹ sau này. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Và video này thì bạn Đạt sẽ cùng với các bạn khám phá và chia sẻ xem nào. Bản chất rôm sảy nó là cái gì và cách xử lý như thế nào, thì đây là cách xử lý rất là đơn giản đúng không ạ? Trước tiên bạn Đạt muốn chia sẻ với các bạn là gì ạ? Rôm sảy là cái gì đúng không ạ? Rôm sảy là như này các bạn ạ. Khi mà thời tiết nắng nóng ấy thì bé nó sẽ thường vận động nhiều đấy, hoặc là bé bị sốt thì nó cũng cần phải tỏa nhiệt phải không ạ? Hoặc là bé chơi chạy nhảy vận động nhiều, hoặc là các bạn mặc cho quần áo quá là nhiều, quá là dày đấy, hoặc là quấn tã quá là chặt, thì khi mà bé nó bị nóng ở phía trong, tức là cơ thể nó điều tiết điều hòa thân nhiệt bằng cách nào ạ? Bằng cách gì ạ? Toát mồ hôi đấy. Thế thì vì một cái lý do nào đó đúng không ạ? Có thể vì mặc áo quá nhiều quá dày đúng không ạ? Rồi thì chúng ta không giữ bé sạch sẽ vệ sinh đúng không? Tức là chúng ta để bé nó có bụi bẩn nhiều. Thế thì các cái bụi bẩn như vậy, cái tã quấn nhiều vậy, nó bít lại những cái lỗ chân lông. Tại vì những cái tuyến mồ hôi ở trẻ em ấy thì nó thường nằm dưới cái chân lông. Thế thì khi mà nó toát mồ hôi ra, thế thì nó bị bít lại bởi bẩn, bởi bụi, bởi quần, bởi áo đúng không ạ? Thì nó sẽ không thoát ra bên ngoài được. Thế thì cái lỗ thoát mồ hôi ấy, nó bị bít chặt lại thì cái mồ hôi nó không thoát ra được và nó ứ lại ở trong cái lỗ chân lông. Và nó ứ lại như vậy thì nó tạo ra những cái nốt nhỏ li ti đúng không ạ? Có thể màu đỏ, có thể màu trắng và nó có gì ạ? Các bạn nhìn thấy nó có thể có nước ở trong đó. Thì đấy là do cái tình trạng bít tắc cái lỗ của tuyến mồ hôi nó không thoát được ra ngoài được. Thì bản chất nó là như vậy. Và lý do của nó thì chia sẻ rồi. Nó có thể do nóng quá đúng không ạ? Nóng quá nên toát mồ hôi ra bên ngoài. Nhưng mà chúng ta mặc quần áo cho bé quá nhiều này, hoặc là chúng ta không tắm cho bé thường xuyên, hoặc là vệ sinh kém, thì bụi bẩn rồi thì ghét nó bám vào lỗ chân lông, nó làm bít cái lỗ nên là nó không thoát ra được, nó bị như vậy, được chưa? Thì đấy là bản chất của cái vấn đề là bé bị rôm sảy, nó là như vậy. Cái việc mà bị rôm sảy như vậy thì nó ngoài cái việc mà mặc quần áo chật quá này, ngoài cái việc mà vệ sinh của bé không đúng cách này, bé bẩn này, phải không ạ? Thì chúng ta dùng một số loại hóa chất này, rồi chất mùi thơm hóa học này, đúng không? Chất tạo màu, tạo hương, tạo mùi, đấy, rồi thì xà phòng, xà bông thì không đúng loại hoặc là loại kém chất lượng, thì khiến cho da trẻ nó cũng sẽ bị bít như vậy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà thoát cái tuyến mồ hôi, thoát cái mồ hôi ra bên ngoài, thì nó làm bít lại và nó làm rôm sảy của trẻ em. Thì đấy là một số các cái lý do nó như vậy, và bản chất nó là gì? Nó là không thoát được ra bên ngoài, được không ạ? Đấy. Và nếu có phần nào đó các bạn chưa rõ hoặc có câu hỏi nào, các bạn hãy comment ngay dưới cái video này. Anh sẽ làm video tiếp theo để giải đáp cho các bạn. Vì YouTube sẽ ưu tiên phân phối các cái video có nhiều like. Vì vậy, các em đừng quên like video, chia sẻ video và đăng ký kênh YouTube của Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa Century để giúp anh lan tỏa những điều ý nghĩa, những phác đồ, những cái phương pháp làm sao để nuôi con khỏe mạnh, để nuôi con không lạm dụng kháng sinh. Thì rôm sảy nó có nguy hiểm hay không? Và nó có tự khỏi hay không? Thì rất may rằng gì ạ? Cái tình trạng rôm sảy đa số là tình trạng lành tính và bé nó sẽ tự khỏi, đúng không ạ? Nó mới tự khỏi. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta không biết cách vệ sinh cho bé, đúng không? Không biết cách xử lý cho bé thì nó sẽ bị lâu hơn hoặc là bị tái đi tái lại, lặp đi lặp lại. Và lâu dần như vậy thì nó sẽ làm cái rôm sảy nó bị viêm cái lỗ chân lông và bị sâu hơn, thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ và thẩm mỹ của trẻ sau này nhá. Đấy. Thế cách xử lý rôm sảy nó như thế nào thì rất là đơn giản. Thì các bạn biết không ạ, thì có hai cái phương pháp. Thì cái phương pháp dân gian mà các ông bà cha mẹ chúng ta thường tắm cho con chúng ta, cháu chúng ta từ ngày xưa đúng không ạ? Nhất là có thể dùng gì? Dùng lá trà xanh. Đấy. Thì lá trà xanh ấy thì ngoài cái việc mà làm sạch này, diệt khuẩn này, nó còn làm mát cho bé. Đấy, thì làm thông thoáng cái lỗ chân lông đúng không ạ? Thì chúng ta có thể đun nước trà xanh, xong chúng ta pha với nước đúng không ạ? Để cái độ loãng nhất định đúng không? Và chúng ta cho trẻ tắm thì nó cũng sẽ hết. Cái thứ hai là mướp đắng. Thì mướp đắng chúng ta có thể thái lát mỏng như này, hoặc là có thể giã nhỏ ra thì vắt lấy cái nước đó, đổ nước lọc vào lấy cái nước,
xong các bạn gì ạ, hòa thêm cái nước đun sôi để nguội vào rồi tắm cho bé cũng rất là tuyệt vời. Ngoài ra có thể dùng lá khế, lá canh giới, rồi lá tía tô, phải không ạ? Thì đó là những cái lá mà có thể giúp cho em bé sạch sẽ hơn, thông thoáng hơn và làm trẻ mát hơn, và từ đó thì rôm sạch sẽ kết thúc, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta có thể dùng một biện pháp khác nữa là có rất nhiều các sản phẩm như là dấn rôm này, rồi bôi các loại kem này, đúng không ạ, để giúp trẻ nó hết rôm sảy. Tuy nhiên thì bác Đạt cũng vẫn khuyến khích các bạn gì ạ, khi mà trẻ bị rôm sảy, đúng không, thì hãy dùng các biện pháp nhân gian. Thứ nhất là khiến trẻ nó dễ chịu và an toàn hơn, đúng chưa các bạn? Thì đấy là cách xử lý nó vô cùng đơn giản như vậy. Thế phòng ngừa như nào? Cái phòng ngừa nó quan trọng này. Thứ nhất thì chúng ta phải tắm cho trẻ, đúng không ạ, đúng cách, vệ sinh tắm giặt cho trẻ thường xuyên, đúng không? Đấy, cái điều đó là điều vô cùng quan trọng nhá. Dùng các loại xà bông, xà phòng phải đúng loại vào, đúng loại dùng cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, phải không ạ? Cái thứ hai là gì ạ, cái phòng ngủ của bé nó phải luôn luôn mát mẻ, đúng không, phòng thông khí. Nếu mà nóng như này thì phải bật điều hòa cho trẻ, và đừng lên mặc quần áo hay quấn tã quá chặt. Có rất nhiều bạn trẻ sơ sinh ý, các bạn quấn tã chặt như là con sâu kén ấy, các bạn sợ rằng con nó giật mình. Thưa các bạn, trẻ nó giật mình, nó quay đi quay lại như vậy ý, đó là cái đặc tính sinh lý của trẻ. Cái việc đó ý, nó giúp cái não bộ của trẻ nó phát triển tốt hơn, nó giúp cho đứa trẻ đó gì ạ, hoàn thiện các kỹ năng tốt hơn rất là nhiều. Cho nên đừng có bó con mình như con sâu kén, nó không có tốt chút nào cả, được chưa các bạn nhá. Đấy, ngoài ra gì ạ, lưu ý là gì ạ, khi mà bé bị toát mồ hôi, đúng không, thì chúng ta phải lau cái mồ hôi cho bé ngay, chẳng cái mồ hôi đó nó thấm ngược lại và bé nó có thể gây cảm lạnh và nó gây ra ảnh hưởng sức khỏe khác nữa. Đấy, về cơ bản để phòng đơn giản thôi là chăm sóc bé cẩn thận, quần áo thoáng mát, đúng không, có điều hòa và điều hòa cho con bạn từ 22-26 độ C, đó là nhiệt độ thích hợp nhá. Đấy, và vệ sinh cá nhân của bé thật tuyệt vời, đúng không ạ? Thì đó là cách phòng chống. Thì các bạn làm vậy thì bé sẽ không bị rôm sảy nữa và bé sẽ khỏe mạnh hơn. Và nếu phần nào đó mà các bạn thấy chưa được rõ ràng thì có thể comment dưới video này, thì Bất Đạt sẽ làm thêm các video khác để chia sẻ với các bạn. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Trương Minh Đạt. Ở trên kênh nó có khoảng 500 video cho các bạn. Đó là những gì mà Bác Đạt nghiên cứu ở các cái tài liệu quốc tế và đã tổng hợp lại để cho phù hợp với người Việt Nam nhất. Đấy, đó là những gì mà Bác Đạt có thể cống hiến cho các bạn để giúp các bạn nuôi con khỏe mạnh hơn, nhàn hơn và ít ốm hơn. Rồi xin chào các bạn và chúc các bạn nuôi con thành công.